Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đồng hồ. Thì trên tay mình đang cầm một cái đồng hồ hiển thị tần số. Thì cái đồng hồ này nó làm nhiệm vụ là đo tần số. Thì cái đồng hồ đo tần số của mình đây là sử dụng nguồn điện 220. Ở đây nó có ghi là 220V các bạn. Giờ việc nguồn điện của chúng ta đúng tần số 50Hz nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Tại vì khi mà tần số chúng ta đủ 50Hz thì tất cả các cái động cơ điện của chúng ta sử dụng, ví dụ như là bơm nước, motor kéo, nó mới đạt được cái tốc độ đúng với cái tốc độ định mức quy định của nó. Thì lúc nãy giờ mình nói cái ứng dụng của cái đồng hồ tần số, thì bây giờ mình sẽ nói cái ứng dụng của cái đồng hồ tần số này với cái máy phát điện của mình. Cái máy phát điện của mình đây á, khi mà máy phát điện của mình hoạt động á, mình phải cần tới hai thiết bị đo. Thứ nhất là đồng hồ đo vôn, thứ hai là đồng hồ đo tần số. Thì đồng hồ đo vôn là để mình biết được là máy phát điện của mình đang phát ra bao nhiêu vôn và tần số là bao nhiêu hertz. Thì lúc đó nó mới đảm bảo cho các thiết bị phụ tải của chúng ta. Theo nhà thiết kế thì cái máy phát điện này nó chỉ có đồng hồ đo vôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử là cái tần số của cái máy phát này nó có đảm bảo hay không. Các bạn có thể thấy thì cái máy phát của mình hiện tại nó chỉ chạy 48Hz, có nghĩa là nó vẫn còn thiếu 2Hz. Thì chúng ta muốn tần số 50Hz thì chúng ta phải điều khiển cái tốc độ của cái máy phát á, tốc độ động cơ kéo cái tua bin điện của chúng ta lên thêm 2Hz nữa. Thì sau đây mình sẽ nổ máy và mình điều chỉnh ga để cho tần số của mình đủ 50Hz. Rồi vừa rồi các bạn có thể thấy mình đã điều chỉnh ga để nó đủ 50Hz. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.